like và subscribe ngay vì nó miễn phí, free nhá. Đón xem Hùng Cam livestream mỗi ngày tại buya.live/hungcam để nhận vô vàn những phần quà hấp dẫn lẫn những tràng cười mỗi ngày từ lúc 9 giờ sáng đến 12 giờ, 14 giờ tới 17 giờ hàng ngày nha. Anh em nhớ ấn tham gia group cùng Hùng Cam bắn bot để nhận được thật nhiều gift code như hộp súng, trang phục mỗi tháng nha. Và đừng quên đón xem Hùng Cam vào 9 giờ tối hàng ngày trên fanpage Hùng Cam nha. Cuối livestream có tặng nhân vật. Ui nhạc hay quá anh em ơi, nhạc hay quá. Nhạc nhạc hay quá anh em ơi, chị Mai âm nhạc, chị Mai âm nhạc. Cầm súng trong tay và giết theo flow. Bắt tôi không biết và giết mẹ thật đau. Thắng không bắt giết mà phải biết ngay từ đầu. Vì tình súng rất tha thiết và chẳng biết bắt từ đầu. Vịt thành tích sẽ đạt khi hai tờ. Trở về người vua khi phai mở. Thì đó là nước thì say mở nên là hai. Chúng ta hai. Và ta là hai. Ta là ai. Vì phai. Chúng ta cháy. Nếu ta tập hai thì còn lại tập mấy. Không chơi thần luật thì chơi một con cá bầy. Hai súng hai tay và anh gọi ta là thầy. Và khi nhạc còn đang phiêu dòng máu. Mẹ xin mê, nghe em mẹ xin mê. Mẹ xin mê. Vẫn tỏa sáng ngày khi nó phản chiếu. Cho đến khi vui ta hiện lên. Có một quả tên vì họ đã hiểu. Hiểu chưa? Hãy sống lại thành huyền thoại. Là chân lý mà ngày càng thêm thân. Và sẽ mang từ chiến vẫn nóng. Khi các đối thủ lúc này càng lên cần. VFL Winter 2021. Ui, vì đẹp trai quá anh em ơi. Vì đẹp trai quá anh em ơi. Bọn mày cần biết đến con Mai này là ai. Tránh ra quân thủ tao. Cuối livestream tặng nhân vật nha anh em. Cuối livestream tặng nhân vật nha. Trên tay của tao đây là súng đeo bằng vàng. Chọn con đường riêng nhưng vẫn đúng theo bầy đàn. Bao lần phải nguy không mà phai. Tiến về phía trước như là sao khi tao sáng in the night. My music you can know me. Khi hiên ngang như là OG. Không một ai can slow me. Set up bring fire đâu mà đâu free. My music you can know me. Bước đi hiên ngang như là OG. Không một ai can slow me. Set up bring fire đâu mà đâu free. Come on the top of the floor. Nhạc hay thật sự ấy, nhạc của Triple D ấy, nhạc của Triple D lúc nào cũng hay luôn, thề với anh em, nhạc của Triple D lúc nào cũng hay luôn. Beat nó rất là gắt ấy. Dẫn chơi hệ Free Fire thật luôn. Thành tích sẽ đạt khi hai tờ. Trở về người vua khi phai mở. Thì đó là nước thì sai cờ nên là hai. Ta hai và ta là hai. Ta là ai? Trong khi phai chúng ta cháy. Nếu ta tập hai thì còn lại tập mấy? Không chơi thần luật thì chơi một con cá bầy. Hai súng hai tay và anh gọi ta là thầy. Ok. Và khi nhạc còn đang phiêu, dòng máu sinh tồn vẫn chảy. Hãy cứ dòng máu sinh tồn còn đang phiêu thật sự luôn. Tôi vẫn đang chờ mong là trong cái MV này, Mèo Simi hoặc là Phong Cận sẽ rap. Nhưng mà Mr. Vịt, nếu mà chúng ta thấy Mr. Vịt là một người mà hay rap kiểu hài hước ấy, hài hước các thứ ấy, thì trong cái MV này thật sự là
thể hiện ra một cái thứ hoàn toàn khác luôn. Mr. Vin trong cái MV này thể hiện ra một thứ hoàn toàn khác luôn, một cái sự gắt thật sự ấy, một cái sự gắt luôn ấy, nó thật sự là một cái sự gắt luôn ấy, một cái phải nói là một pha bẻ rất là gắt này, rồi cái flow, rồi cái nhịp của Mr. Vin nó thật sự là thể hiện là Mr. Vin đúng là một rapper luôn, đúng là đúng chuẩn một rapper luôn. Chẳng qua là thấy người ta hay hài hước, thấy người ta hay nói chuyện vui vẻ, hay làm mấy cái nhạc hơi chầu chầu một tí thì anh em mình tưởng là Mr. Vin không biết rap, nhưng mà thật sự thì Mr. Vin là một người khi mà đã vào guồng ấy, vào cái guồng ấy, Royal Ball rồi ấy, thì thật sự là Mr. Vin rất là gắt luôn. Quẩy những nghệ sĩ còn đang chiếu như tấm gương không ngừng ngàn năm vẫn tỏa sáng ngay khi nó phản chiếu, cho đến khi Buddha hiện lên không còn gọi tên thì họ đã hiểu chưa. Cứ sống phải thành huyền thoại là chân lý mà ngày càng thêm thân, và sẽ mang từ chiến vẫn nóng khi các đối thủ lúc này càng lên cân, khi các đối thủ càng lên cân. Tức là cái câu này, ý của cái câu này nghĩa là thể hiện là VFL năm nay đối thủ sẽ càng nặng ký hơn, đối thủ sẽ càng nặng ký hơn, và sẽ là một mùa giải đáng mong chờ, ý là kiểu như vậy. Công nhận là flow hay thật, khi mà đối thủ càng lên cân, hình ảnh so sánh nó rất là đỉnh luôn. Câu này đúng cái đoạn beat nó lên nổi da gà luôn. Gọi ta chính là King và Free Fire là Legion. Gọi ta chính là King và Free Fire là Legion. King là vua, Legion là huyền thoại. Gọi ta là vua của xứ này. Còn Free Fire là huyền thoại. Thật sự Free Fire đã trở thành huyền thoại rồi, con game gì đâu mà đến tận thời điểm hiện tại đã thật sự trở thành huyền thoại. Đúng, đến tận giờ trở thành huyền thoại, vừa thể hiện đẳng cấp của Mr. Vin là King vừa là huyền thoại luôn. Cái hay nhất của cái MV này mà tôi thích đó chính là nó cho người nghe, cho người xem một cái hoàn toàn khác, một cái mặt hoàn toàn khác của hai người chơi hệ tấu hài là Mai Âm Nhạc và Mr. Vin. Thề luôn, cái MV này cho chúng ta một cái mặt hoàn toàn khác khi mà Mai Âm Nhạc, Mr. Vin là hai người chuyên gia tấu hài. Nhưng mà cuối cùng thì khi mà bước vào trong một cái bài hát này, họ thật sự thể hiện ra một cái thần thái rất là kinh khủng. Như cái bộ đồ họ đang mặc hôm nay là họ không còn mặc những cái bộ đồ kiểu màu mè hoa lá cành nữa, mà họ khoác lên mình đó là một bộ quần áo đen, và nó khẳng định cái sức nặng, và sự nghiêm túc trong cái bài hát này. Và thật sự thì khi mà họ nghiêm túc lên thì chúng ta phải thấy là skill của họ và cái khả năng rap của họ nó gắt đến như nào. Rise above. Cái quả cam xoay này thật sự đỉnh. Cái quả cam xoay thật sự đỉnh luôn đấy. Rise above. Cái quả cam xoay thật sự đỉnh, và nó được dùng khá nhiều. Cái cảnh này cũng đẹp. Màu cam ở đây là màu cam của Yomos nha anh em. Màu cam ở đây là màu cam của Yomos. Yomos nên là Mai Âm Nhạc là đội cái mũ màu cam. Số nhìn mặt chị Mai sơ vãi trưởng, bình thường lên mạng toàn xem thề luôn anh em lên mạng search thử Mai Âm Nhạc đây. Mai Âm Nhạc tấu hài nhá. Mai Âm Nhạc tấu hài. Đây, Mai Âm Nhạc tấu hài. Đây là chị Mai bình thường nhá. Đây là chị Mai bình thường, không phải trong MV nhá. Đây chị Mai bình thường. Vậy là đã đến ngày 14 tháng 3 rồi đấy. Là ngày Valentine trắng ấy. Bọn thực sự rất hạnh phúc. Vợ ấy không biết nhường nào khi mỗi ngày được chồng nhắc nhở uống thuốc, ăn uống đều đặn khi vợ còn ở trong trại. Vợ hạnh phúc lắm. Thế luôn anh em, là không thể tưởng tượng được một con người như này. Hoặc là cúi xuống và thi thầm vào tai người yêu rằng: mẹ yêu của em, trong cuộc sống này không thể nào tránh khỏi được những cãi vã,
giận dỗi. Quan trọng là chúng mình phải biết vui lên nha. Còn bây giờ thì mày xin lỗi bà mày ngay đi, thằng chó già. Thế luôn, một người như này, một người như này không ai nghĩ, không ai nghĩ nha, một người như này không ai nghĩ là có thể là trở thành một thứ, một cái hình tượng nó đáng sợ thế này luôn. Nhìn quả mắt rất là sắc đúng không, nhìn quả mắt rất là sắc, thề luôn đấy. Bước trên sân trường mày cần biết đâu là sai. Trên tay của tao đây là súng đeo bằng vàng. Chọn con đường riêng nhưng vẫn đúng theo bầy đàn. Bao lần phải nguy không mà phai. Tiến về phía trước như là sao khi tỏ sáng như the night. My music you can know me. Bước đi hiên ngang như là OG. My music you know me. My music you know me. Tên biệt danh của mày là My âm nhạc My music. My music you can know me. Bước đi hiên ngang như là OG. OG. Không một ai can slow me. Set up free fight don't know free. My music you can know me. Bước đi hiên ngang như là OG. OG. Thật, nhưng mà Mai âm nhạc trước là ca sĩ nên là giọng rất là hay. Trước Mai âm nhạc là ca sĩ là giọng rất là hay. Thật sự ấy. Kiểu rapper thì họ có một cái câu đùa là có một cái đoạn rap huyền thoại đó là Hader Maber Paper. Đấy là một cái phần mà gần như tất cả rapper đều xem đều biết luôn ấy. Hader Maber Paper là một cái phần mà gần như tất cả rapper đều rap. Và cái nó họ hay thường hay mang cái đấy ra làm meme. Mà thật sự thì trong cái MV này Mai âm nhạc, chị Mai âm nhạc phải thật sự là đã vận dụng được rất là hay, là hay cái phần đó. Cái giọng rất hợp beat luôn, cái giọng không hề bị beat đè một tí nào luôn. Nếu mà các bạn hay nghe rap thì các bạn cũng sẽ biết là có một vài rapper là kiểu giọng bị yếu ấy, nên là hay bị beat đè. Ví dụ như là Binzy là một người giọng rất là yếu, nên là kiểu mà beat của Tuliver, anh Tuliver thì mọi người phải biết là nó khỏe nào rồi. Nhưng mà giọng của Mai âm nhạc trong MV này không hề bị beat đè một tí nào luôn, rất chất luôn đấy. Nhắc bọn hãy đưa vào bao sát. Trong mọi khó khăn ta vẫn không hề lùi bước. Khi mày có thể thấy được tao như bây giờ. Sau những thất bại thì phải sợ tới lời nhảy. Khi mà thứ tao nhận được đó là paper. Bước về phía trước không phải ngước lại đằng sau. Khi chân tao đây là xác của bọn hater. Không cần phải nói như là bay sói. Đi cùng game với những man free fire. Rise above. Ngước lại nhìn tao ở trên cao này. Rise above. Cả hồ thật to tên của tao này. Rise above. Ngước lại nhìn tao ở trên cao này. Thật sự hay luôn, thật sự hay luôn. Above. Cả hồ thật to tên của tao này. Rise above. Rise above. Anh thật, nhà hay. Đỉnh. Ca khúc có thể nói là có rất nhiều rapper đã từng kết hợp cùng với cả VFL, có thể nói là kết hợp cùng với eSports Free Fire để tạo ra những cái bài rap đỉnh. Nhưng mà thật sự thì đến Rise Above này mới là cái bài đầu tiên mà tôi cảm thấy tôi bị nổi da gà ấy. Thật sự, đây là cái bài đầu tiên mà tôi cảm thấy tôi bị nổi da gà với sự vừa biến đổi hình ảnh của hai con người mà chúng ta tưởng là rất là quen thuộc như là Mr. Vịt cùng với cả chị Mai âm nhạc. Nhưng khi mà họ vừa biến đổi hình ảnh luôn nha, mà vừa biến đổi về cái chất nhạc luôn. Rất hay, rất ăn beat, rất tuyệt vời. Một trong những cái ca khúc mà có thể nói là tuyệt vời nhất của Yomos VFL. Thật sự. À, quý vị và các bạn cũng đừng quên rằng 20 tháng 8 chúng ta sẽ bắt đầu vòng bảng của VFL 2021 mùa đông. Và đây cũng là thời điểm mà Hùng Cam sẽ được giao lưu với tất cả quý vị và các bạn và cùng với cháy với tất cả các bạn vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Nhớ nhá, VFL của chúng ta là vào 3 ngày cuối tuần luôn, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật nha. Thứ 6, 7, chủ nhật. Và 20 tháng 8 sẽ khởi tranh, 20 tháng 8 sẽ bắt đầu nha anh em. Còn có lẽ là bây giờ tôi sẽ nghe lại thêm bài hát này một lần nữa và cùng feel với tất cả quý vị các bạn. Hy vọng quý vị các bạn có thể cùng feel với tôi và đăng nhập, quên nhầm, cũng có thể là vào và cày view cho bài hát này, một bài hát rất tuyệt vời nha.
một bài hát vô cùng tuyệt vời nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Bye bye. Ủa, anh em vẫn đang ngồi đây đợi hả? Tôi đang quay MV, tôi đang quay reaction, tôi đang quay video reaction cho cái này mà anh em vẫn ngồi đây đợi hả? Tại vì thấy còn nhiều người on quá nên là tôi ngại chưa xuống like. Hello Lên Đỗ nha. Ok, bây giờ tôi muốn xuống luôn này, bây giờ tôi muốn xuống thật sự này. Cảm ơn tất cả mọi người nha, cảm ơn tất cả mọi người đã... Cảm ơn tất cả mọi người vẫn còn đang ngồi xem nha. Tôi đang quay reaction, tôi đang quay reaction cho cái này. Ok, cảm ơn tất cả mọi người, bây giờ xuống luôn thật đây này, bye bye nha. Like và subscribe ngay vì nó miễn phí, free nhá. Đón xem Hùng Cam livestream mỗi ngày tại buya.live/hungcam để nhận vô vàn những phần quà hấp dẫn lẫn những tràng cười mỗi ngày từ lúc 9 giờ sáng đến 12 giờ, 14 giờ tới 17 giờ hàng ngày nha. Anh em nhớ ấn tham gia group cùng Hùng Cam bắn bot để nhận được thật nhiều gift code như hộp súng, trang phục mỗi tháng nha. Và đừng quên đón xem Hùng Cam vào 9 giờ tối hàng ngày trên fanpage Hùng Cam nha.